chào các bạn đến với Xin. Hôm nay mình với Xin sẽ chơi một trò chơi test nhân phẩm nha các bạn. Thể lệ cũng rất là đơn giản. Đây mình có chuẩn bị là ba cái thùng. Mình sẽ có ba món đồ nha. Và mình phải đặt làm sao mà cho vị trí những món đồ này trùng khớp với nhau thì mới là chính xác. Nếu mà không trùng sơ khớp món nào á thì mình sẽ ăn món đó nha các bạn. Xin sẽ là người đón trước nha. Một hồi mẹ sẽ quán đổi mấy cái vị trí này và Xin sẽ sắp xếp lại. Giác quan của con là để cái này với cái dưới giống nhau nha. Ok, hiểu chưa? Hiểu. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Rồi, Xin quay ra sao? Không có lén lén quay lại coi nha. Mắt cũng được. Đúng rồi, nhắm mắt lại luôn đi. Che mặt lại cũng được. Rồi, quay lại đây. Rồi. Dạ, Xin có qua đổi không? Xin muốn đổi sao? Xin đổi đi. Đổi này qua đâu? Không, đổi này qua đâu, qua ô nào? Đổi qua đây. Đổi qua ô này đúng không? Đổi này để đâu? Để đây. Để đây, mà sửa. Sửa chẳng để đây luôn thì sao? Vậy là đổi gì đúng không? Dạ. Ok chưa? Chấp nhận nhau mà nè. Nhưng mà con chấp nhận đổi gì chưa? Rồi, vậy mới chốt nha. Dạ. Rồi, vậy là Xin chốt như vậy nha các bạn. Để mình coi Xin đúng hay sai nè. Đen đen. Xin sai hai cái này rồi. Xin sẽ ăn và uống hủ qua. Xin sẽ uống sữa và ăn hủ qua nha các bạn. Xin chỉ trúng được bắp thôi. Ăn hủ qua trước ha. Rồi đây. Bây giờ là tới mình sẽ quay ra đằng sau và cho cu Xin sẽ là người đổi nha các bạn. Bây giờ mẹ quay ra sau con đi đổi nha. Xong rồi hả? Ủa sao nhanh quá vậy? Ủa sao y thinh vậy? Vậy là đổi dưới hả? À. Khó nha. Đổi gì rất là nhanh luôn á các bạn. Làm sao đây? Đổi nhanh quá là đổi cái gì? Đổi bên đó đó. Chắc là hay là thiết âm mưu hay là Xin nó không đổi gì ta? Có có. Bên này có lộn xộn luôn. Em lấy đó đi. Chắc chị rồi. Dữ dữ quá vậy, nói cho mình vậy mình chốt gì nha. Đâu? Ủa? Vậy là sáng chân ba cái luôn đi. Trời ơi, sao chơi gì kỳ, chỉ mẹ cũng chỉ sai nữa. Chỉ mà cũng chỉ sai nữa các bạn. Giờ là hình phạt của mình là phải ăn hết ba cái này nè các bạn. Ơi, mẹ chấm trà sữa. Đấy bắp có ăn ngon lắm đó mẹ. Sữa chấm bắp hả? Dạ. Tôi có chơi phim người ta chấm trà sữa đấy bắp. Trà sữa này mình sữa tươi mà. Tươi. Cái này là bắp. Vậy rồi bây giờ mình chấm thử bắp với sữa tươi. Ngon không? Uống thử. Bây béo. Cái đầu bự nè, cái đầu bự. Coi chừng nó, coi chừng nó mất nè. Nó ngọt ngọt, béo béo vậy? Dạ, hồi nãy tôi ăn cái này nè. Đắng quá, đắng quá. Bây giờ mình sẽ ăn hủ qua nè các bạn. Hủ qua là chấm sữa ăn được không thêm? Được. Ngon. Ngon. Nó chấm nó cứ có chằn chằn. Giờ mình ăn không thử. Á bị miếng đậu chơi. Nó đắng. Rồi ăn nhóm Xin nãy nha các bạn, mình chấm sữa rồi. Mày tâm đủ thứ không vậy? Chấm sữa nó càng kỳ hơn, nó béo béo mà nắng nắng. Khó ăn quá.
Bây giờ bắt đầu vòng 2 nha các bạn. Xin sẽ là người quán đổi, mẹ sẽ là người quay ra. Bây giờ xin đổi nha. Mình quay lại nha. Chắc chứ thật như nãy là đổi hai ô này chứ gì, đúng không? Là bên đây có đồ ăn nữa. Tôi chăn cầm hồi nãy con, hồi nãy mẹ đổi bên đây, hồi nãy mẹ đổi một cái cầm bên dưới rồi rồi đổi qua đây rồi cho mẹ ăn uống. Theo mình nói chính sao? À, xin sẽ đổi trái cam qua đây và lon nước ngọt qua đây đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi. Mày đổi gì đi? Giả bộ không được. Ừ. Bây giờ mày quyết định đổi gì nha. Dạ mày đổi mày. Vậy là chính xác hay về đó. Đây, để mày coi. Ủa? Quên tay nè. Sai rồi. Rồi vô đây ngồi. Vậy là mẹ đã chọn sai hai cái này. Mẹ đúng được chiếc cam. Sẽ khui ra. Mẹ đã thấy mày vô, thấy nó xì lên. Cái gì bọt vô miệng một bẹo giấm luôn nhở? Đâu? Nè, coi nha. Kế tiếp dòng này là mình sẽ là người quán đổi cho Xin quay mặt ra sau nha các bạn. Quay sao đi, mày đổi. Không có nhìn lén nha. Dạ. Nhắm mắt lại luôn đi, đúng rồi. Xong rồi. Chọn đi, đi đâu vậy? Chưa chọn mà. Đây. Rồi đổi qua đâu? Đổi qua đây. Đổi này. Rồi đổi qua thì đặt lên. Rồi này đổi qua đâu? Đổi qua đây luôn. Là cái cam dưới hình đúng không? Quyết định chưa? Rồi đi ra kiểm tra đi. Con có thấy là con sai gì chưa? Đây. Là Xin nó chọn sai hai này nè bạn. Các bạn hồi nãy mình chơi chiến thuật là mình sẽ không đổi cái gì hết. Xin muốn bỏ viên kẹo này vào lon nước này đúng không? Bây giờ mẹ sẽ quay lên và đỏ, bỏ vô cho Xin uống nha. Không thôi. Wow. Xài muốn sát lắm nữa. Rồi mẹ sẽ để một viên kẹo vô. Con tự để, con tự đưa vô uống. Xì không? Xì dữ rồi, xì vô họng dữ rồi. Nghe miệng. Rồi uống nước vô. Nó sẽ nổ đúng không? Nó xì vô họng đúng không? Ả đã chảy nước ra nè. Đây là vòng 3 nha các bạn. Là trong ba này mẹ sẽ là người đổi trước, Xin là người quay ra sao, rồi Xin quay ra sao đi. Hôm nay mình quán từ xì A là người quay mặt lại. Quán từ xì ra cái gì ra cái này đã cũng thua rồi các bạn. Cái mau bị mẹ cắt rồi nè. Quay ra sao, không thua rồi. Quán từ xì hay là sao? Vậy quá đẹp chứ, vậy quá không minh. Chơi chị mới đẹp rồi, nhắm mắt lại quay ra. Không ăn gian, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Xong rồi. Xin mẹ qua đây. Chắc mẹ sợ thế rồi. Giống máy bên đây làm có liền. Là sao? Là giống. Thôi chọn đi, bây giờ muốn đổi cái gì? Không có đi ngay trước. Đi ngay trước coi. Cái này đổi đi đâu? Đổi qua đâu? Đổi qua đây. Rồi để con đổi qua đây. Rồi con đi ngay trước kiểm tra đi.
đúng rồi, đúng hình trơn luôn nha các bạn, quá chính xác. Bên xin đây, bên đây, bên đây, bên đây. Rồi xin nghe sao, xin nghe sao, xin về chỗ. Con là quá giỏi, xin quá giỏi, yeah, chúc mừng con không được ăn gì hết. Bây giờ xin sẽ là người đổi, còn mình sẽ là người quay mặt ra đằng sau nha các bạn. À, nếu mẹ quay mặt ra đằng sau thì xin thì đổi. Giờ xem mình nổi nha. Con làm xong chưa? Rồi. Ớt cay rồi, ớt ở đây rồi, rồi lấy khoai tây nhé. Ủa? Là mẹ ăn khoai tây đó, ớt cay rồi. Thì không, có sợ mày không? Hồi nãy nó đánh lừa mình cũng vậy đó các bạn. Lên lừa mình, nó giả bộ nói mình, nó chỉ mình ha, chỉ mình cái mình chọn xong cái mình sai luôn, sai hết ba cái luôn. Bây giờ mình có không nên tin lời của Xin nữa, giờ mình sẽ đổi theo con tim mách bảo. Tim mách bảo, mẹ chọn này đi, chắc là con nước đó. Không, mình nghĩ là trái Xin nó không đổi đâu, giống như chiến thuật hồi nãy của mình là không có đổi gì hết. Bởi vì mà đây mẹ, bây giờ mẹ giữ nguyên luôn, mẹ không tin lời con nữa. Hứa nha. Mẹ giữ nguyên luôn. Mẹ sao không đổi gì luôn? Mẹ đổi bên mày đi. Thôi, mẹ sao không đổi? Bây giờ mình sẽ quyết định là giữ nguyên như vậy, mình không đổi gì hết. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đứng lên. Ôi trời vậy? Sao gì kỳ vậy? Sao không có giống cái nào như vậy? Thôi, vậy là sai nữa. Đúng rồi, phải nghe lời Xin ha, tôi ngớt bên đây nè. Nhưng mà nếu mà để tôi ngớt qua đây á thì mẹ cũng sai hai cái à. Còn ngày mình để là mình đã sai hết ba cái luôn các bạn. Mình sẽ ăn tôi ngớt bánh mình sẽ xài. Ê, của mẹ mà. Giờ mẹ sẽ bắt đầu ăn nha. Ăn đi, chắc là cay lắm. Có một ý tưởng mới này các bạn, mình sẽ dùng bánh này mình chấm vô tương ớt mình ăn thử xem có ngon không nha. Mẹ nhân mặt. Con kiểu mẹ nhân mặt mà. Ngon rồi sao nhân mặt? Ngon nè. Đây là nhân mặt thế. Con muốn có sao có sao. Cái gì vậy? Con muốn xin mẹ ăn miếng hả? Nhưng mà con phải chấm này mẹ mới cho con ăn nha. Không, cái đó cay lắm mà ăn sao thôi. Nè chấm vô, chấm thử đi, không cay đâu. Ngon lắm. Mẹ ăn thử cho ngon nè, không cay luôn nè. Bây giờ mẹ ăn xài. Mình đã ăn 2 món rồi. Mình sẽ ăn xài. Mình thử xài chấm tương ớt thử nha các bạn. Quên một miếng tương ớt. Cái gì nó ngọt ngọt. Cay cay. Như chua có xài. Nhưng không ngon vậy, mẹ chấm chua, chua. Nè, thử. Không cay đâu. Thử. Ngon lắm. Ngon lắm, hồi nãy con chọn đúng hết ba cái con đâu được ăn. Bây giờ ăn với mẹ nữa. Ăn đi. Video này mình chỉ có nhiêu đây thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy video này vui và thú vị thì nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và cho mình xin một nút thích và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau.